kênh Tắt Qua Điện Tại Giá Đã Phong Hòa. Xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng mặt tiền đường tỉnh lộ 4A của xã Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý anh chị ha. Vị trí của mình đang đi thẳng lên khoảng độ tầm 5 km là tới biển Long Hải, bãi tắm Vinh Cô nha quý anh chị. Rồi đi Phước Hải khoảng độ tầm 10 km nha, đi thành phố Vũng Tàu khoảng độ 8 km qua cầu Cò Lắp nha quý anh chị. Rồi còn hướng này, hướng ngược lại anh chị đi về thành phố Bà Rịa, đi về khoảng độ tầm 3 km là tới thành phố Bà Rịa quý anh chị nha. Về khoảng độ 1,5 cây số là đến thị trấn Long Điền rồi. Đó. Thì hôm nay em có sản phẩm là một miếng đất sổ hồng riêng 100 thổ cư ngang năm sâu 25 đó, mà lúc trước mua là 1,6 tỷ quý anh chị ha. Hôm nay cần tiền bán gấp, giá chỉ có 1 tỷ thôi đó, cần tiền bán gấp chỉ giá 1 tỷ thôi nha quý anh chị. Hướng đông nam mát mẻ nha. Đó, đây đó, đây là con đường của mình, mặt tiền đường nhựa tim vàng, hai bên vỉa hè cây xanh, điện nước đầy đủ quý anh chị ha. Thì bây giờ em quay vô miếng đất của mình nha. Thì nói chung là cái dự án bên này á, là dự án đã sổ sẵn rồi quý anh chị ha. Bên kia là nhà vườn các thứ nè. Ở đây cực kỳ mát mẻ luôn nha quý anh chị. Tại vì ở đây là có nguyên một cái khu này luôn nè. Đó, là sổ sẵn hết rồi quý anh chị ha, 100 thổ cư. Bây giờ em quay vô quý anh chị xem nha. Thì lúc trước nè, con đường này là 1 tỷ 7, 1 tỷ 8 hết rồi quý anh chị ha. Con đường hai bên này nè. Còn cái con đường mình đó là hôm bữa là chủ mua là 1 tỷ 6 nha quý anh chị. 1 tỷ rưỡi mấy đó, xong rồi ra làm giấy tờ nữa là thành 1 tỷ 6 nha. Đó, thì hôm nay chủ ngộp bán ra chỉ, giá chỉ có 1 tỷ thôi. Đó, phía này là người ta đang nuôi tôm nha quý anh chị ha, nuôi tôm, nuôi cá. Rồi người ta kinh doanh đầu tư nuôi giống rồi các thứ vậy ha. Phía bên đây nha. Đó, còn đất mình là nằm đây nè, từ đường đó vào khoảng độ tầm 200 m thôi. Đó, nhưng mà hướng là ra định lộ tỉnh lộ 4A luôn quý vậy ha. Đó, phía bên đây cũng có nhà nè, biệt thự các thứ ha. Đó, đây miếng đất của mình nằm đây nha quý anh chị. Để cái tay em chạy nè. Ở đây nha, thấy rồi. Đó, hướng đông nam mát mẻ luôn, phóng tầm mắt là nhìn view núi Minh Đạm quý vị ha, núi núi Minh Đạm. Thì em nói lại là cái đường tỉnh lộ 4A này á, là kết nối từ thành phố Bà Rịa quốc lộ 51 đi về biển Long Hải, Phước Hải, Lan Rừng. Đó, rồi đường ven biển các thứ quý vị ha. Đó, hồ Tràm, hồ Cốc. Đó, cách hồ Tràm khoảng độ tầm 25 km nha quý anh chị. Miếng đất của mình đây quý anh chị ha, từ cái tay em chỉ đây. Qua này là ngang năm sau 25, phía sau là ruộng muối quý anh chị nha. Phía sau là ruộng muối, mình là có 100 m thổ cư. Khu vực này là xây nhà các thứ thoải mái nha quý anh chị. Ở đây được cái là mát mẻ nè. Mát mẻ. Cực kỳ mát anh chị thấy không? Anh chị nghe, gió nó mát rồi rồi luôn quý anh chị ha. Từ vị trí của mình anh chạy đi biển ngã ba chợ Bến á, ngã ba cách chợ Bến là khoảng độ tầm 1 km là tới chợ Bến quý vị ha. Rồi cách bệnh viện An Ngãi, rồi trường học các thứ là khoảng độ hơn 1 km là đến nha. Rồi em xin nhà kết thúc video ở đây quý vị ha. Em xin nói thêm là anh chị nào mà có đất nhà cần bán thì cứ gửi em tới em quay em review chi tiết nha quý anh chị. Mình là mặt tiền đường nhựa vỉa hè. Đây nè, đặt mình đây nha, cao ráo bằng phẳng quý vị ha. Rồi em xin kết thúc video ở đây, hẹn anh chị video em sớm nhất nha, nhớ like và đăng ký kênh quý anh chị nha. Rồi đây là cái sơ đồ vị trí quý vị ha, tổng diện tích là 125,9 m, 100 m thổ cư nha quý anh chị. Mặt tiền đường nhựa ok hết quý anh chị ha, cách biển Long Hải chỉ có 5 km quý anh chị nha, cách thành phố Bà Rịa, trung tâm thành phố Bà Rịa chỉ có 2-3 km nha. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng độ 90 km nha quý anh chị.